Các bạn đang nghe truyện nói bừa công pháp, đồ nhi ngươi thật luyện thành trên kênh TV. Chương 846, Chém trưởng lão Nói đến chuyện nghiền xương thành tro mà trong sáng thoát tục như vậy, đời này lần đầu tiên chúng ta được nghe thấy. Trưởng lão kiếm trai tức giận vô cùng, hắn muốn ra tay, nhưng thường đại ngưu đang nhìn chầm chầm, hắn vừa ra tay đã phá vỡ quy tắc, dễ dàng mang họa đến cho kiếm trai. Lần tranh đấu giữa những thiên kiêu này, thượng tông trên cố ý truyền đạt mệnh lệnh không được vi phạm quy tắc trừ khi vạn thế minh vi phạm quy tắc trước hứa viêm liếc nhìn trưởng lão kiếm trai luyện thần thiên nhân hậu kỳ mạnh hơn hẳn so với chút lương luyện thần hậu kỳ tuy nhiên trong mắt hắn cũng chẳng là cái gì đặc biệt là kiếm đạo mà đối phương tu luyện ta biết ngươi muốn ra tay vậy ta cho phép ngươi ra tay đến đây so tài một trận hứa viêm thản nhiên mở miệng chính là do ngươi nói đấy trưởng lão kiếm trai mừng rỡ, điều này có thể không tính là vi phạm quy tắc. Sợ hứa viêm đổi ý, hắn gầm lên một tiếng, một kiếm liền giết tới. Hứa viêm vẫn ôm chặt trường kiếm, nhưng lần này, khi đối mặt với đòn tấn công của trưởng lão kiếm trai, thân hình hắn thỉnh thoảng di chuyển, tránh được những đòn tấn công sắc bén và gây chết người của đối phương. Trai chủ kiếm trai càng xem càng âm trầm, kiếm đạo của tên này rất kỳ lạ, dường như đã sớm nhìn thấu kiếm pháp của kiếm trai, mỗi một chiêu, mỗi một lần ra kiếm đối phương đều như phát hiện ra sơ hở. Trưởng lão kiếm trai cũng phát hiện ra điều này, vẻ mặt âm trầm, kiếm tiếp kiếm, biên cuồng tấn công, dường như đã dùng hết toàn lực. Có một thời điểm, hắn đột nhiên thi triển bí thuật, như thể người và kiếm hợp nhất, nhanh như chớp và sắc bén, khí thế khóa chặt hứa viêm, đột nhiên giết tới, hứa viêm chỉ tay về phía một điểm, kiếm quan xuất hiện từ đầu ngón tay hắn giờ phút này sắc mặt của trai chủ kiếm trai trở nên kinh hoàng xoẹt thân thể của trưởng lão kiếm trai biến thành tro bụi tiêu tan chỉ còn lại một thanh kiếm rơi xuống đất hứa viêm hơi nheo mắt lại giờ phút này hắn cảm nhận được nhiều cảm ngộ hơn về kiếm đạo vốn liếng tích lũy lại được tăng thêm một ít còn kém một chút thực lực của hắn còn kém một chút hứa viêm nhìn về phía trai chủ kiếm trai luyện thần thiên nhân đỉnh phong võ giả chỉ cách ngưng tụ một tia linh cơ thiên địa một bước thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người của Xích Minh Tông. Quả nhiên là người đứng đầu Linh Tông cấp dưới của Thiên Vũ Điện, hơn nữa, trên người trai chủ kiếm trai có một luồng kiếm khí sắc bén và chết chóc, mặc dù không tìm ra kiếm ý, nhưng luồng kiếm khí này của hắn cũng rất phi thường. Ngưng luyện vô cùng, sắc bén vô song. Nếu là các võ giả tu luyện các võ đạo khác, với thực lực hiện tại của hứa viêm, hắn không dám tùy tiện thiêu chiến với đối phương dù sao hắn cũng chỉ là thần ý cảnh viên mãn tuy nhiên trai chủ kiếm trai tu luyện chính là kiếm đạo điều này không đáng sợ hắn đã là cảnh giới tâm kiếm cảnh tiểu thành kiếm đạo của trai chủ kiếm trai có mạnh đến đâu hắn cũng có thể nhìn thấu kiếm pháp thậm chí là nhìn thấu sơ hở của kiếm đạo cũng có thể ngược lại khống chế kiếm của đối phương vạn vật trên thiên địa đều là kiếm kiếm của kẻ thù cũng là kiếm của chính mình ta biết ngươi rất muốn ra tay vậy thì hãy ra tay đi Hứa viêm nhìn trai chủ kiếm trai, mở miệng nói. Người trẻ tuổi, phải thận trọng, hắn chính là trai chủ kiếm trai. Thường đại ngưu đã rất kinh ngạc trước việc hứa viêm giết chết trưởng lão kiếm trai, kết quả hắn còn muốn khiêu chiến với trai chủ kiếm trai nữa sao, thường đại ngưu, quản lý cốt lạc châu minh của ngươi là được. Phạm Khai Sơn cười lạnh nói. Hứa viêm, ngươi rất kiêu ngạo, khi ngươi dám để bản tọa rút kiếm, chứng tỏ bản thân của ngươi có sự tự tin trai chủ kiếm trai bước từng bước mỗi bước đi ra kiếm khí liền thêm một điểm đến cuối cùng một đạo kiếm khí sắc bén ngút trời trăm trượng sát khí khoái động bốn phương một kiếm trong tay sát ý sôi trào ánh mắt hứa viêm ngưng tụ trai chủ kiếm trai có thực lực rất mạnh kiếm khí sắc bén ngưng luyện chính là người đầu tiên hắn thấy trầm ngâm một chút mở miệng nói ngươi là trai chủ kiếm trai cả đời chuyên nghiên cứu về kiếm đạo mặc dù chưa bước vào cánh cửa kiếm đạo thậm chí không biết kiếm đạo là gì, nhưng ta nếu không rút kiếm, như là sĩ nhục ngươi, ta Hứa Viêm vẫn luôn coi trọng đối thủ, nên ngươi xứng đáng để ta rút kiếm. Mọi người, ngươi quả thật là rất coi trọng đối thủ, hả? Bản tọa thậm chí còn chưa bước vào cánh cửa kiếm đạo sao? Thằng nhãi cuồng vọng. Ánh mắt của trai chủ kiếm trai lạnh lùng, cơn thịnh nộ dâng lên. Hứa Viêm rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng hiên ngang, ánh mắt lạnh lùng nói: kiếm đạo dưới thiên hạ, ta là tôn, ngươi chỉ mạnh hơn về cảnh giới tu vi, nói về kiếm đạo ngươi còn kém xa ta lắm, thậm chí còn chưa nhập môn. Sư phụ là sự tồn tại vượt siêu thoát thiên địa, cho nên trên thiên hạ này, hắn là người tôn nghiêm nhất của kiếm đạo, không có vấn đề gì hết, thường đại ngư hít vào một hơi, như thế này có hơi quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Mặc dù thực lực của trai chủ kiếm trai không bằng hắn, nhưng chắc chắn là cường giả đỉnh cấp trong số các luyện thần thiên nhân thế nhưng trong mắt hứa viêm thậm chí hắn còn chưa bước vào cánh cửa của kiếm đạo những võ giả đang vây xem đều có chút trợn tròn hết cả mắt đồn rằng hứa viêm rất kiêu ngạo nhưng không ngờ hắn còn kiêu ngạo hơn cả trong lời đồn nữa trai chủ kiếm trai sắp tức điên lên rồi chăng ngươi nhìn sắc mặt của hắn đỏ lên ta thậm chí còn nghi ngờ hắn sẽ tức giận đến mức trực tiếp sử dụng bí thuật một đám võ giả thì thào kiêu ngạo trai chủ kiếm trai gầm lên một tiếng một kiếm chém ra kiếm khí ngang trời kiếm khí sắc bén vô song trong nháy mắt đã biến bốn phía cây cỏ thành bột miệng hứa viêm ánh mắt lạnh lùng một kiếm chém ra kiếm quan bình thường nhưng dường như những sơn hà xuất hiện bao phủ xuống trong chớp mắt đã tiêu tan kiếm khí của trai chủ kiếm trai trai chủ kiếm trai dù sao cũng là cường giả đỉnh cấp kiếm pháp triển khai kiếm khí ngang dọc kiếm quan lạnh thấu xương chiến trường đã bị kiếm khí và kiếm quan bao phủ cho dù cách một khoảng cách các võ giả đang quan chiến đều cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo thật mạnh những người vây xem có thực lực yếu hơn đều lùi lại một khoảng cách ánh mắt thường đại ngưu ngưng lại thực lực của trai chủ kiếm trai quả thực mạnh mẽ không hổ danh là người đứng đầu linh tông thế gia cấp dưới của thiên vũ điện hắn là bảo thể thường đại ngưu suy nghĩ trong lòng Trai chủ kiếm trai là thiên phú bảo thể, giờ phút này thúc đẩy nội tình của bảo thể, thi triển kiếm pháp áp đáy hòm, thậm chí hắn còn cảm thấy một luồng sát khí sắc bén và dữ dội. Hứa viêm bước đi giữa kiếm khí, mỗi bước đi ra đều ở chỗ yếu trong kiếm pháp của trai chủ kiếm trai, và mỗi lần đâm kiếm đều dễ dàng hóa giải được sát chiêu của trai chủ kiếm trai. Hắn như thông dong đi lại, đi giữa chiến trường ngang dọc kiếm khí, thanh kiếm trong tay không có ý chí sắc bén của sát thủ, Dường như bình thường không có gì là lạ, lạ. Và mỗi lần ra tay, không có kiếm ý mạnh mẽ, cũng không có kiếm khí sắc bén. Nhưng mỗi lần rút kiếm, chắc chắn sẽ chọc thủng sát chiêu của trai chủ kiếm trai, phá vỡ kiếm khí sắc bén của hắn, nhưng lại thông thả bước qua khỏi sơ hở của sát chiêu. Tựa như cho dù trai chủ kiếm trai tung ra thế nào, triển khai kiếm pháp tinh diệu và sắc bén như thế nào, Hứa Viêm đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhìn thấu được sơ hở bên trong. Những sơ hở và điểm yếu của những chiêu kiếm này thậm chí chính trai chủ kiếm trai cũng không biết. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, sắc mặt của trai chủ kiếm trai ngày càng trở nên ngưng trọng, không dám có chút kinh thường hay chủ quan. Càng chiến đấu càng kinh hãi. tại sao hứa viêm lại luôn có thể dễ dàng hóa giải sát chiêu của hắn bằng một kiếm, khi nào sát chiêu, tuyệt chiêu giết người, này lại có sơ hở lớn như vậy, hứa viêm sắc mặt nghiêm túc, tưởng chừng như thông dong đi lại trong kiếm khí ngang dọc, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan vượt qua tâm kiếm cảnh kiếm tâm thông minh nhìn thấu kiếm chiêu của trai chủ kiếm trai tự nhiên là dễ dàng như thường nhưng thực lực của trai chủ kiếm trai thực sự rất mạnh mặc dù nhìn thấu được sơ hở của kiếm chiêu nhưng cũng cần phải có khả năng nắm bắt được sơ hở ngắn ngủi đó để ra tay mới được kiếm khí vào người kiếm quan không ngừng chém về phía hắn lực lượng sát phạt ngày càng mạnh mẽ hứa viên đắm chìm trong trận chiến Đắm chìm trong việc tích lũy nội tình của bản thân, giờ phút này trong cơ thể hắn, thậm chí cả trong kiếm ý, dường như đều chứa đựng một khí thế huyền diệu. Khí thế này dường như có thể nâng cao tâm cảnh, nâng cao nội tâm võ đạo. Đây không phải là khí thế mà võ giả thể hiện ra, mà là một loại thế trong ý cảnh. Thế đầy đủ cũng chính là lúc đột phá. Hứa Viêm trong lòng có sự lĩnh ngộ. Tích lũy cổ khí thế ý cảnh này thế võ đạo, đạt đến một trình độ nhất định, chính là nội tình tích lũy đủ đầy, thời điểm đột phá thần nguyên cảnh. Và thế này, chỉ có thể tích lũy được trong chiến đấu, trong tranh đấu, cảm ngộ, tiếp nhận thế võ đạo của địch nhân. Hứa viêm, ngươi quả thực yêu nghiệt, kiếm đạo vô song, linh vực xưa nay chưa từng có. Trai chủ kiếm trai sắc mặt trang nghiêm mở miệng nói. Hắn không thể không thừa nhận, kiếm đạo của hứa viêm, vô cùng mơ hồ và mạnh mẽ nhưng ngươi quá kiêu ngạo quá tự tin trai chủ kiếm trai nói xong trên người xuất hiện một ánh sáng lạnh nhạt ánh sáng này không phải tỏa ra từ mũi kiếm mà là từ trong cơ thể hắn tỏa ra giờ phút này thực lực của trai chủ kiếm trai liên tục tăng lên sát khí dữ dội cũng tăng lên đồng thời cũng không ngừng ngưng tụ ầm uhm, một đoạn thời gian trai chủ kiếm trai bao phủ trong ánh sáng lạnh lẽo mặc dù ta không phải linh thể nhưng lại là hàng phong bảo thể ta càng tu luyện càng phù hợp với kiếm pháp hàng phong bảo thể của mình mặc dù chỉ mới bước vào chí cường võ giả ta cũng có thể chiến đấu với hắn đây chính là sự tự tin của trai chủ kiếm trai bảo thể đương nhiên yếu hơn linh thể nhưng võ giả bảo thể chưa hẳn sẽ yếu hơn võ giả linh thể tất cả đều nằm ở chỗ tu luyện của bản thân hắn là người đứng đầu linh tông linh tông cấp dưới thuộc quyền quản lý của thiên vũ điện thiên phú của bản thân đương nhiên không kém lại còn có sự ủng hộ của một siêu nhiên linh tông như thiên vũ điện tu luyện cũng là kiếm đạo đỉnh cấp vẫn luôn ngưng luyện kích phát bảo thể của bản thân càng tu luyện ra kiếm pháp phù hợp với bảo thể của mình bây giờ trai chủ kiếm trai không thể không thúc đẩy bảo thể hoàn toàn bộc lộ uy năng của bảo thể ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ trong cơ thể hắn giống như một thanh bảo kiếm lạnh lẽo giờ phút này kiếm khí mà trai chủ kiếm trai triển khai đã trở nên lạnh lẽo thấu xương chiến trường như thể bị kiếm khí lạnh lẽo đóng băng không gian chiến trường dường như muốn bị đóng băng thành băng hứa viêm trong lúc đi lại đều có một loại cảm giác đình trệ những tia kiếm khí lạnh lẽo âm hàn dường như chỗ nào cũng có ngươi làm thế nào phá giải một chiêu phong tỏa này của ta trừ phi ngươi có thể mạnh mẽ phá vỡ kiếm khí của ta nếu không mặc dù ngươi có tránh né thế nào trai chủ kiếm trai cười lạnh một tiếng Ánh sáng lạnh lẽo càng ngày càng mạnh mẽ, kiếm khí vạch qua giữa không trung, dường như để lại những vệt băng sắc bén. Kiếm khí lạnh lẽo, không ngừng ngưng tụ, không ngừng trấn áp về phía Hứa Viêm. Trai chủ kiếm trai nhìn như nhẹ nhàng, thực tế thì hắn đã toàn lực thi triển, mà còn bảo thể thôi thúc đến mức cực hạn, kiếm pháp cũng thi triển đến mức cực hạn. Giờ phút này trạng thái của hắn, so với khi triển khai bí thuật võ đạo mạnh mẽ cũng không kém là bao. Tiêu hao rất lớn hắn không thể kéo dài trận chiến dai dẳng. Cho nên, nhất định phải tốt chiến tốt thắng, thân hình trai chủ kiếm trai ngày càng nhanh hơn, chiêu kiếm càng lúc càng nhanh, chiến trường đã biến thành ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta không thể thấy rõ tình hình bên trong chiến trường. Và chiến trường ánh sáng lạnh lẽo này thì đang không ngừng co lại, phạm vi bao phủ ngày càng nhỏ hơn. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, nếu như không phải là võ giả kiếm đạo, ta cũng phải lui binh, nhưng tất nhiên ngươi tu luyện chính là kiếm đạo vậy thì liền chỉ có thế này thôi ngươi tu luyện cả một đời kiếm đạo quả thực chính ngươi cũng không biết cái gì gọi là kiếm đạo hôm nay liền để ngươi gặp mặt một lần cái gì mới là kiếm đạo có thể trước khi chết thấy được một chút kiếm đạo chân chính ngươi cũng nên nhắm mắt hứa viêm lạnh lùng nói xong một kiếm ra sơn hà kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt kiếm giống như sấm rền chớp mắt bổ xuống chấn lôi kiếm một đám võ giả đang xem chiến đấu, chỉ thấy bên trong chiến trường, một tia lôi đình chi kiếm xuất hiện, chém phá ánh sáng lạnh lẽo, xé rách kiếm khí lạnh lẽo. Khí lạnh băng giá như thể bị tiêu tan dưới lôi đình chi kiếm. Ngay lập tức, họ thấy Hứa Viêm chém xuống một kiếm, trong khoảnh khắc mơ hồ, có vẻ như họ đã nhìn thấy Sơn Hà bao phủ xuống, lại giống như họ đã nhìn thấy trong Sơn Hà, chúng sinh cầm kiếm chém xuống. Phúc, trai chủ kiếm trai vẻ mặt không thể tin nổi ngay tại thời khắc này hắn phát hiện ra thanh kiếm của mình lại không còn nằm trong sự khống chế của mình dường như biến thành thanh kiếm của địch nhân điều đáng sợ hơn là kiếm khí mà hắn triển khai cũng biến thành thanh kiếm của địch nhân cái này sao có thể phốc thân thể của hắn bắt đầu nổ tung thần hồn đang tan biến đây mới là kiếm đạo đây là cái gì kiếm đạo trai chủ kiếm trai không cam lòng căm hận mờ mịt thân hồn đều đang tan biến cuối cùng hóa thành tro bụi tiêu tán, trai chủ kiếm trai đỉnh cấp linh tông, cường giả kiếm đạo, vậy mà đã chết như thế, chết dưới tay Hứa Viêm, một thiếu niên thiên kiêu, kiếm thần Hứa Viêm, giờ phút này, đông đảo võ giả đều ghi sâu trong lòng cái tên này. Phạm Khai Sơn vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trong đám võ giả tán tu, lại có thiên kiêu mạnh mẽ đến như vậy sao, ngay cả trai chủ kiếm trai cũng chết dưới tay hắn. Hứa Viêm đã có thể tạo thành mối đe dọa đối với thiên kiêu của siêu nhiên Linh Tông, bước ra một bước, trong lòng hắn cũng chờ mong, hy vọng hứa viêm tiếp tục cuồng vọng, mở miệng khiêu chiến chính mình, vậy thì bản thân hắn sẽ có cơ hội, bóp chết người này, hứa viêm chém chết kiếm trai trai chủ, ý cảnh tích tụ thành thế, lại tăng trưởng một vòng, không ngừng trả lại võ đạo nội tình, khoảng cách tích lũy đầy đủ nội tình càng tiến càng gần. Hắn nhìn Phạm Khai Sơn đang nóng lòng đợi, mặt đầy mong đợi, trực tiếp quay người bỏ đi. Khiêu chiến một võ giả ngưng tụ linh cơ thiên địa, hắn cũng không có ngu như vậy. Bằng vào thực lực từ trước đến giờ, tuyệt đối không phải đối thủ của Phạm Khai Sơn. Trừ khi, đột phá thần nguyên cảnh. Ngươi không tiếp tục ra tay. Phạm Khai Sơn có chút ngoài ý muốn. Hứa viêm dừng bước, im lặng suy nghĩ một chút, linh vực thiên kiêu, ta đã ở đỉnh cao, thiên kiêu còn lại nếu thấy ta đều nên cúi đầu, chuyến đi này, hứa viêm ta đến, là vì khiêu chiến linh vực thiên kiêu, đánh bại toàn bộ linh vực thiên kiêu. Đến đây không phải để khiêu chiến lão già, thực lực của ngươi có mạnh đi chăng nữa, nhưng cũng đã nhiều tuổi như vậy, chỉ có thực lực này thì không đáng ta khiêu chiến. Kiếm trai trai chủ tu luyện là kiếm đạo, ta mới ra một hai chiêu, ngươi không phải kiếm đạo võ giả, không đáng ta ra tay. Khuôn mặt Phạm Khai Sơn đỏ bừng, tức giận, một kẻ trí cường giả như lão ta, mà lại bị một thằng nhãi ranh chỉ trích sao, gọi là, đã nhiều tuổi như vậy, chỉ có thực lực như này, là thế nào, tiểu tử, ngươi coi thường ta. Phạm Khai Sơn trầm giọng tức giận quát. Hứa viên chân thành gật đầu đồng ý, đúng vậy, ta có hơi coi thường ngươi, dù sao đã nhiều tuổi vậy rồi, mà chỉ có thực lực này, nếu ta được như ngươi, đã sớm siêu thoát thiên địa từ lâu. Chúng võ giả. Phạm Khai Sơn tức đến mức hai mắt đỏ bừng, thở hỗn hển, Thường Đại Ngưu cũng cảm thấy mình bị xúc phạm. Hắn và Phạm Khai Sơn thực lực tương đương, tuổi tác cũng tương đương, Hứa Viêm coi thường Phạm Khai Sơn, không phải cũng coi thường mình sao? Hứa Viêm mặc kệ hắn, thân mình lóe lên liền đi, mục tiêu tiếp theo của hắn là thiên kiêu của Vương Triều Thương Vân, Thái Vân Hồng, thời gian cấp bách, vội vàng tích lũy nội tình, đột phá cảnh giới. Chạy đi đâu? Phạm Khai Sơn giận dữ, chuẩn bị truy kích. Thường Đại Ngưu di chuyển thân mình người lạnh nói, sao vậy, lão phế vật muốn lấy lớn hiếp nhỏ hả? hắn mặc dù không phải thiên kiêu của vạn thế minh ta, nhưng cũng là thiên kiêu tán tu, người muốn vi phạm luật lệ tranh đấu thiên kiêu sao? Hừ, phạm khai sơn hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. thằng nhãi tranh hứa viêm đáng ghét thật, không thể ra mặt, nhưng có thể bí mật ra tay, miễn là không có ai biết, thì không phải phá vỡ quy tắc sao? hứa viêm chính thức mở ra con đường khiêu chiến thiên kiêu linh vực đi một con đường vô địch thuộc về mình. Mạnh Trùng cũng đã đến địa bàn của Tam Tuyệt lâu. Tam Tuyệt lâu không phải ở Lạc Châu mà ở Ly Châu. Thực lực vạn thế minh ở Ly Châu không yếu, cầm cự với Linh Tông cũng không thua kém, cũng có một vài thiên kiêu. Nhưng rốt cuộc vẫn kém thiên kiêu của Linh Tông một chút. Đại Tuyên Thành, thành lớn nhất ở Ly Châu, do các Linh Tông lớn ở Ly Châu cùng nhau thống trị mà trụ sở của ly châu minh trong vạn thế minh cũng ở đại tuyên thành chiếm giữ khu vực phía nam của đại tuyên đối đầu với các linh tông lớn cuộc tranh đấu giữa những thiên kiêu ở ly châu náo nhiệt hơn ở lạc châu và có nhiều người tham gia hơn giữa trung tâm đại tuyên thành có một võ đài hai thanh niên đang giao đấu dữ dội một người là tán tu một người là đệ tử của một linh tông hai người giao tranh đều là những người ở cảnh giới đại thiên nhân đỉnh phong dưới độ tuổi 30, với thực lực như vậy, cũng được coi là thiên kiêu. Mặc dù không phải thiên kiêu đứng đầu, nhưng cũng đã vào hàng ngũ thiên kiêu. ầm ầm phốt, thiếu niên tán tu bị đánh bay ra ngoài, miệng đầy máu, xương cốt gãy vài nhánh, cả người bay ngược ra ngoài. Thua. Vội vàng mở lời nhận thua. Cuộc tranh đấu giữa các thiên kiêu ở Ly Châu, đương nhiên rất khốc liệt, nhưng không nhất thiết phải ngươi chết ta sống, chỉ cần một bên nhận thua, bên kia cũng dừng lại. Tất nhiên là chỉ giới hạn ở vạn thế minh và các thiên kiêu bên ngoài Linh tông hàng đầu. Những trận đại chiến giữa thiên kiêu và thiên kiêu không phải là tất cả đều là tán tu và các thiên kiêu của Linh tông, mà các thiên kiêu của thế gia Linh tông và các thiên kiêu của thế gia Linh tông cũng không phải là số ít. Muốn lên bảng xếp hạng thiên kiêu, muốn nhận được phần thưởng của cuộc tranh đấu thiên kiêu, đối thủ thực sự là những thiên kiêu của các thế gia Linh tông dù sao thì thiên kiêu tán tu cũng chỉ là số ít hầu hết những người có thực lực đều yếu hơn so với các thiên kiêu của linh tông và thế gia dù là về phương pháp tu luyện kinh nghiệm chiến đấu hay vũ khí trong tay tán tu đều không thể sánh được với thế gia linh tông mà vạn thế minh mặc dù được thành lập nên bởi những kẻ tán tu nhưng không thể so sánh với những kẻ tán tu bình thường thập bát châu linh vực ngoài ngọc châu lạc châu thì các châu còn lại đều rất náo nhiệt cuộc tranh đấu của các thiên kiêu diễn ra rất sôi nổi các thiên kiêu đang muốn thử sức vì danh tiếng vì phần thưởng của cuộc tranh đấu các thiên kiêu và vì giành được nhiều tài nguyên tu luyện hơn nhận được đào tạo với chất lượng cao hơn còn về cuộc giao tranh giữa linh tông và vạn thế minh thì những thiên kiêu bình thường này không thể tham gia thắng bại cuối cùng phụ thuộc vào siêu nhiên linh tông và tổng minh của vạn thế minh và quyết chiến giữa hai bên vẫn còn sớm Cuộc tranh đấu tranh đấu của các thiên kiêu lần này là sự kiện võ đạo lớn nhất trong linh vực sau khi vạn tinh võ đạo viện thất bại ở thập bát châu về tai họa huyết ma. Các linh tông và thế gia lớn đã đổ rất nhiều tài nguyên vào các thiên kiêu để giành được danh hiệu và thứ hạng cao hơn. Thực ra điều này cũng liên quan đến việc phân bổ tài nguyên và quyền lên tiếng. Cho dù vạn thế minh không xuất hiện, thì vài năm nữa, cuộc luận võ của các thế gia linh tông cũng sẽ mở ra, cuộc tranh đấu giữa các thiên kiêu bây giờ chỉ là sớm hơn và nó bao gồm cả vạn thế minh và những kẻ tán tu ở khắp thiên hạ mạnh trùng không chút do dự cuối cùng cũng đến đại tuyên thành nhìn vào hai người đang giao tranh trên võ đài mặc dù cả hai đều có thực lực ở sơ kỳ của luyện thần nhưng cảnh giới thì không vững chắc thực lực quá yếu rõ ràng là thế lực mà họ thuộc về đã rót tài nguyên gần đây ép họ phải đột phá được sơ kỳ của luyện thần thiên nhân do đó khiến cho cảnh giới của họ không đủ kiên cố tất nhiên đối phương cũng nhân cơ hội này củng cố vững chắc cảnh giới của mình trong cuộc tranh đấu thiên kiêu những thiên kiêu cái gọi là này tất nhiên là không lọt vào mắt mạnh trùng mục tiêu của hắn là vu đồ thiên kiêu trong tam tuyệt lâu này ngoài vu đồ ra mục tiêu thứ hai là bao thắng tất nhiên nếu lỗ nghĩa cũng ra sân thì mạnh trùng cũng sẽ tham chiến chuyến đi đến linh vực này là để khiêu chiến với các thiên kiêu khắp nơi. Tích lũy võ đạo nội tình trong chiến đấu, phương pháp này có vẻ hiệu quả lắm, dù sao thì võ giả, rốt cuộc cũng phải trưởng thành trong chiến đấu, chỉ khi giao lưu với đủ mọi võ đạo mới có thể dễ dàng hơn hiểu được chân lý của võ đạo, tích lũy võ đạo từ đó. Mạnh trùng tự nghĩ Phương pháp của Đại sư Huynh chắc chắn sẽ không sai. Bất diệt kim thân trọng sinh của hắn đã hoàn thành, còn kém một chút nữa là đạt đến viên mãn nhưng tin rằng sau một trận chiến hắn nhất định có thể nhanh chóng tích lũy tiền vốn và đột phá đến cảnh giới viên mãn ngoài ra hắn còn có thể lợi dụng đòn công kích của đối phương để luyện thiên trùy bách luyện công tăng tốc độ rèn luyện bất diệt kim thân cuộc chiến trên võ đài đã kết thúc cả hai coi như là lưỡng bại câu thương ai cũng không thắng được ai ngay lúc này một tia sáng lạnh lẽo từ trên không trung rơi xuống một thanh đao dựng đứng trên võ đài, tia sáng của đao chiếu rọi bốn phía, một bóng người từ trên trời hạ xuống, một chân đạp lên cán đao dựng đứng. Vu đồ đến rồi. Lần này, thiên kiêu nào của Ly Châu Minh sẽ ra trận? Có lẽ là không có ai đúng không? Hôm qua không có ai ra trận, thực lực của tán tu yếu hơn một chút, vu đồ là một trong ba thiên kiêu của Tam Tuyệt Lâu, người tu tập con đường đao đạo của Tam Tuyệt Lâu. Tam Tuyệt lâu dù sao cũng là cấp dưới của Thiên Vũ điện, với thiên phú và thực lực của Vu Đồ, sau này có hy vọng tiến vào Thiên Vũ điện, sao tán tu có thể so sánh. Các võ giả xung quanh bàn tán xôn xao. Vu Đồ, một thiên kiêu của Tam Tuyệt lâu. Vu Đồ đạp chân lên cán đao, đứng ngạo nghễ, nhìn về phía Ly Châu vạn Thế Minh, lộ ra nụ cười chế giễu lạnh lùng, nói: "Sao vậy, hôm nay cũng không có ai ra trận?" Thôi thì nhận lấy thất bại khỏi đại tuyên thành. Những cường giả trong ly châu minh, sắc mặt yểu xìu. Để ta đi gặp hắn một lần. Một thiếu niên tức giận không thôi, cầm trong tay một thanh trường đao, chuẩn bị ra trận, cho dù không phải đối thủ cũng không thể hèn nhát không dám ra trận. Kết quả là, trước khi hắn kịp lên võ đài, hắn đã nhìn thấy một hình bóng vạm vỡ trong đám đông, chớp mắt đã lên võ đài. Hắn muốn khiêu chiến vu đồ. Đi tìm cái chết sao? tất cả những võ giả đang xem đều ngẩn ra tiểu tử đầu trọc này một kẻ tán tu lại muốn đi khiêu chiến với vu đồ sao mạnh trùng trực tiếp lên võ đài võ giả trong đại tuyên thành rất đông đảo thiên kiêu rất nhiều hắn đột nhiên nghĩ đến một phương pháp tuyệt vời không cần phải đi khắp nơi trực tiếp ở đại tuyên thành phát động cuộc tấn công vào một nhóm thiên kiêu linh tông sắc mặt vu đồ lạnh lùng không sợ sống chết kẻ tán tu người muốn khiêu chiến ta cười lạnh sát ý dân lên không sai mạnh trùng gật đầu vu đồ lơ lửng trên không giơ tay lên nắm lấy đao trong tay lạnh lùng nói hệ ai khiêu chiến vu đồ không có hạn chịu thua hoặc là ta chết hoặc là người thách đấu chết ngươi còn muốn khiêu chiến nữa không mạnh trùng hơi sửng sốt sờ lên đầu ngạc nhiên nói ngươi muốn tìm đường chết hả các võ giả tiểu tử đầu trọc này có phải là không hiểu tiếng người hay không vậy vô đồ tức đến nỗi sắp chết giận dữ nói kẻ muốn tìm cái chết chính là ngươi vì ngươi muốn tìm cái chết nên ta sẽ toàn thành ngươi mạnh trùng cầm trong tay đao sờ đầu nói mặc dù ngươi là võ giả của tam tuyệt lâu một linh tông cấp dưới của thiên vũ điện nhưng dù sao chúng ta cũng không oán không thù trận chiến này muốn phân sinh tử cũng quá mức thẳng thường đi cuộc tranh đấu của những thiên kiêu ở đại tuyên thành đương nhiên là không phân được sinh tử hắn cũng không có ý định giết người nào tuy nhiên cái tên vu đồ này có vẻ chết chóc vậy thì cứ thành toàn cho hắn đi sợ chết thì cút đi vu đồ gầm lên một tiếng nói vì ngươi một mực muốn tự tìm cái chết nên ta cũng chỉ có thể thành toàn ý của ngươi thần sắc của mạnh trùng trở nên nghiêm trọng nhìn vào hai phía của võ đài linh tông và vạn thế minh trầm giọng hỏi nếu ta tiêu diệt hắn ta liệu có vi phạm quy tắc không các võ giả vừa mở miệng đã muốn hủy diệt vu đồ đứa trẻ đầu trọc này có dữ tận quá không sẽ không vi phạm quy tắc không có quy định nào bắt buộc phải để nguyên vẹn địch nhân minh chủ của ly châu minh nói với khóe miệng giật giật khuôn mặt của tam tuyệt lâu chủ còn âm trầm hơn vu đồ sắp nổ tung rồi nghiến răng nghiến lợi nói ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh tay cầm đao vừa nâng lên muốn ra tay chém giết đối phương một cách hùng hồn kết quả mạnh trùng xua tay nói chờ một chút Ngươi còn có lời trăng trối nào nữa thì nhanh chóng nói ra đi." Vu Đồ lạnh lùng nói. Mạnh Trùng thần sắc nghiêm túc, cầm trong tay đao, trầm giọng nói, "Ta còn chưa báo đại danh đâu, cũng không thể để ngươi đến chết không rõ là bị ai giết." "Các võ giả?" Đôi mắt của Vu Đồ đỏ bừng, thanh đao trong tay hắn tỏa ra luồng sáng mãnh liệt, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra khỏi cơ thể hắn. Thậm chí, trên đỉnh đầu hắn còn xuất hiện một luồng đao hình dao động đại sư huynh là kiếm thần, tức là thần kiếm đạo, ta tu luyện đao đạo, đao của thiên hạ ta là tôn, cái tên đao tuyệt thì còn hơi kém một chút, vậy hãy gọi là đao tôn. Nghĩ đến đây, mạnh trùng cầm đao chấp tay, quay lại một vòng, trịnh trọng nói, tại hạ đao tôn mạnh trùng, đao đạo chí tôn của thiên hạ chính là ta. Một nhóm võ giả há to miệng nhìn chầm chầm, đây là kẻ tán tu ở đâu tới, quá mức cuồng vọng, đao đạo chí tôn của thiên hạ, hơn nữa, là nói trước mặt vu đồ có nên biết không nhất tuyệt trong ba tuyệt tam tuyệt lâu chính là đao đạo đao phủ thứ nhất ly châu từ trước đến nay không ai khác ngoài tam tuyệt lâu kẻ cuồng vọng chết đi cho ta vu đồ giận không kìm được chém ra một nhát một nhát bá đạo vô song thẳng hướng mạnh trùng công mạnh trùng chém ra một nhát nhẹ nhàng mà nhanh chóng nhưng chớp mắt đã phá giải được đòn tấn công của vu đồ này sắc mặt vu đồ lập tức trở nên nghiêm trọng, người trong nghề vừa ra tay, liền biết không tầm thường, hắn không dám coi thường kinh thị, đao pháp thi triển ra, chớp mắt toàn lực ra tay. Mạnh trùng cầm đao trong tay, không thi triển bất diệt thần giáp, cũng không thi triển đao ý, đơn thuần dùng đao pháp để chiến đấu với vu đồ. Đao khí ngang dọc, bá đạo vô song, hoai phong lẫm liệt. Thực lực của tên đầu trọc này thật là mạnh. Các võ giả xem trận đấu không khỏi kinh ngạc những cường giả trong tam tuyệt lâu thần sắc cũng trang nghiêm đao pháp của tiểu tử đầu trọc cực kỳ tinh diệu lại biến hóa phong phú khi thì bá đạo khi thì như cùng phong khi thì lại nhu hòa như gió nhẹ đao pháp đã đạt đến hóa cảnh vô đồ thu hồi vẻ mặt dần dần ngưng trọng thậm chí còn khiếp sợ một tên võ giả tán tu mà đao pháp chi đạo lại cao thâm như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi phía sau đối phương chắc chắn có một cao thủ đao pháp đỉnh phong người xứng đáng để vu đồ ta nghiêm túc ứng chiến vu đồ trầm giọng nói chém ra một nhát tia sáng đao chớp mắt tan ra gợn sóng ánh sáng lấp lánh có một loại cảm giác huyễn hoặc không có khí thế bá đạo vô song cũng không có sự dũng mãnh mãnh liệt ngược lại giống như gợn sóng ôn hòa ánh sáng đao lấp lánh không dứt nhưng sát cơ lại cực kỳ sắc bén sắc mặt của mạnh trùng không buồn cũng không vui Từng sợi đao khí nhập thể, thậm chí đao mang đều chém lên người hắn, nhưng hắn không hề bị lay động, Thiên Truy Bách luyện công đã triển khai. Chém ra một nhát, ngay lập tức phá vỡ cuộc tấn công của Vu Đồ, từng bước từng bước buộc Vu Đồ liều mạng, bộc phát đòn tấn công mạnh mẽ hơn, Minh Chủ Tam Tuyệt lâu bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc hắn cực kỳ âm trầm, Vu Đồ dường như không phải đối thủ của người này, làm sao có thể như vậy, nhưng mà, sự thật chính là như vậy, Vu Đồ đã gần như điên cuồng đây là hắn thi triển đao phát mạnh nhất thúc đẩy công pháp của bản thân đến cực hạn ngược lại mạnh trùng vẫn không chút hoang mang thông dong ứng đối nhìn như một đao khí lại một đao chém vào người hắn một đao mang lại một đao mang chém vào người hắn nhưng mà đòn tấn công thực sự sắc bén và trí mạng đều đã bị hắn xảo diệu hóa giải phần còn lại của đòn tấn công căn bản là không thể làm tổn thương đến hắn một chút nào cao thấp ngay lập tức đã được phân biệt rất rõ ràng trên võ đài, vu đồ đã thúc đẩy công pháp đến cực hạn, những đợt tấn công dữ dội đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Tuy nhiên, mạnh trùng vẫn thông dong đối phó. Lâu chủ của tam tuyệt lâu sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ vu đồ muốn thua sao, đây là vấn đề liên quan đến danh tiếng của tam tuyệt lâu, là vấn đề liên quan đến vinh nhục của Linh Tông, trước đó vừa đàn áp vạn thế minh vên váo hống hách, bây giờ muốn bị tán tu làm nhục mà về sao, tay khẽ động, hắn muốn ra tay ngầm, nhưng thấy minh chủ của vạn thế minh đang mỉm cười nhìn hắn dường như đang chờ hắn can thiệp trong lòng khẽ giật mình nhớ lại lời dặn dò của thượng tông thiên vũ điện lòng hắn trầm xuống quy tắc của cuộc tranh đấu giữa những thiên kiêu là linh tông không thể chủ động vi phạm nhưng có thể nghĩ cách buộc vạn thế minh vi phạm về điều đó có kiên kỵ gì hắn không biết tất nhiên thượng tông trên đã ban hành mệnh lệnh như vậy có thể thấy rằng trong vạn thế minh có những yếu tố mà thượng tông cấp trên cũng phải kiên kỵ. Sau một hồi trầm ngâm, lâu chủ của Tam Tuyệt Lâu ngồi xuống, nhưng lại truyền âm cho Mạnh Trùng. Mạnh Trùng, ta là lâu chủ của Tam Tuyệt Lâu, thấy ngươi có thiên tư võ đạo không tầm thường, đao pháp tinh tế, quả thực là một thiên kiêu hiếm có trong đao đạo, ngươi có muốn gia nhập Tam Tuyệt Lâu không, miễn là ngươi đến Tam Tuyệt Lâu, đệ nhất thiên kiêu về đao đạo, ngoài ngươi ra không còn ai khác, đồng thời ta có thể tiến cử ngươi lên thượng tông thiên vũ điện một khi bước vào thiên vũ điện ngươi sẽ trở thành thiên kiêu của siêu nhiên linh tông theo lâu chủ của tam tuyệt lâu một tán tu liệu có thể chống lại được sự hấp dẫn của việc trở thành một thiên kiêu trong linh tông đặc biệt là có cơ hội trở thành thiên kiêu của siêu nhiên linh tông thiên vũ điện mạnh trùng cao mày ngẩng đầu nhìn về phía lâu chủ của tam tuyệt lâu ở ngoài võ đài lâu chủ của tam tuyệt lâu thấy hắn nhìn mình lập tức nở nụ cười khẽ gật đầu chờ mạnh trùng tìm tới mình minh chủ vạn thế minh thấy vậy trong lòng không khỏi thấp thỏm thầm nghĩ rằng không ổn nếu mạnh trùng thực sự nương nhờ vào tam tuyệt lâu thì đối với bọn họ mà nói đó sẽ không phải là điều tốt ngoài ra hắn cũng biết rằng đối với phần lớn tán tu có thể bước vào một linh tông trở thành võ giả của linh tông tức là thoát khỏi tầng lớp thấp hèn thực hiện cơ hội thăng tiến địa vị rất ít tán tu nào có thể chống lại sự hấp dẫn này. Đang muốn truyền âm đi thuyết phục Mạnh Trùng, thậm chí chuẩn bị hứa hẹn tặng bảo vật, cũng muốn ổn định Mạnh Trùng, thì Mạnh Trùng lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên giáng xuống một đao, vốn đang thông dong đối phó. Vô song quyết liệt, nhất đao không gì cản nổi, phá tan từng lớp sát khí, từng luồng đao khí, làm bay luôn thanh đao trên tay vu đồ. Một đao giáng xuống, toàn thân vu đồ hóa thành tro bụi tiêu tan, sắc mặt lâu chủ của tam tuyệt lâu lập tức trở nên âm trầm, sát khí bùng nổ, đột ngột đứng lên, đôi mắt tinh ranh nhìn chầm chầm vào mạnh trùng. Trên võ đài, mạnh trùng cầm đao mà đứng, đang cảm nhận được thành quả thu hoạch sau trận chiến này. Về phần sát ý của lâu chủ tam tuyệt lâu, hắn chẳng để tâm chút nào. Minh chủ vạn thế minh nở nụ cười, nhìn về phía lâu chủ tam tuyệt lâu, lạnh lùng nói, tranh đấu giữa những thiên kiêu có quy củ riêng, ngươi muốn vào sàn đấu à? Hừ. Lâu chủ của Tam Tuyệt Lâu lại âm thầm ngồi xuống. Sau khi chém giết vu đồ, Mạnh Trùng cắm đao sang một bên, lạnh lùng mở miệng nói, nghe nói Tam Tuyệt Lâu có ba thiên kiêu, vu đồ là một trong số đó, đao đạo chỉ ở mức qua loa, không nhập lưu, nhưng không biết quyền của bao thắng thì sao, tại hạ là vô địch quyền Mạnh Trùng, khiêu chiến bao thắng của Tam Tuyệt Lâu. Các võ giả Vừa rồi còn là đao tôn, bây giờ lại thành vô địch quyền sao, tuy nhiên, mọi người đều biết rằng mạnh trùng đang nhắm vào tam tuyệt lâu trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ mạnh trùng và tam tuyệt lâu có thù oán gì sao quá ngạo mạn từ bên trong tam tuyệt lâu một bóng người lực lưỡng bay lên rơi xuống võ đài dáng người to lớn tương đương với mạnh trùng đeo găng tay đấm bốc trên đôi tay và vẻ mặt tức giận tất nhiên mạnh trùng ra mặt khiêu chiến tam tuyệt lâu không có khả năng né tránh bị một tán tu ép đến không dám ứng chiến danh tiếng của linh tông cấp cao còn có nữa hay không, đến đây đi. Đánh một trận vật lộn tràn trề niềm vui đi nào. Mạnh trùng không dùng đao mà là nắm chặt hai tay, không vũ trang tay không, trực tiếp giết tới, vật lộn thân thể trực tiếp với bao thắng. Mặc dù bao thắng đeo găng tay linh khí, trong khi mạnh trùng chỉ là tay không, nhưng thế quyền mạnh mẽ thì càng mạnh mẽ hơn, thậm chí còn dùng cơ thể để chống đỡ trực tiếp nắm đấm của bao thắng. Vật lộn hoàn toàn ngang sức ngang tài, trên võ đài chỉ thấy hai bóng người to lớn đánh nhau cận chiến đấm đối đấm dù bao thắng đeo găng tay nhưng khi vật lộn dữ dội liên tục né tránh các đòn tấn công của mạnh trùng để lộ ra những điểm yếu ngược lại mạnh trùng dùng thân thể để chống lại trực tiếp nắm đấm của bảo thắng lông mày không nhăn nhó cơ thể cường tráng nhưng không có bất kỳ thương tích nào những người chứng kiến đều sợ hãi đây là thể chất đáng sợ đến mức nào kết quả của trận chiến không nằm ngoài dự đoán bảo thắng bị đánh tan tác, trực tiếp hóa thành tro bụi, một đám võ giả không khỏi nuốt nước bọt, thiếu niên đầu trọc này, nhìn tướng mạo cũng không hung ác lắm, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp làm đối thủ tan thành các bụi, mạnh trùng đại chiến vui vẻ, cơ bắp nảy lên, tỏa ra hơi nóng rực, hắn cảm thấy sau trận đại chiến này, bất diệt kim thân đã được cải thiện, hiệu. Quả của công pháp thiên trùy bách luyện công rõ ràng là cũng được tăng cường. Võ đạo nhục thân, trong trận đại chiến, càng có thể thể hiện sự mạnh mẽ, càng có thể đạt được sự thăng hoa. Lỗ nghĩa đâu? Có dám đánh một trận không? Ba thiên kiêu của Tam Tuyệt Lâu, hắn đều muốn khiêu chiến. Toàn đại tuyên thành sôi sụp, vu đồ và bảo thắng nổi danh lừng lẫy đều bị giết. Ngoài ra, Mạnh Trùng còn muốn khiêu chiến lỗ nghĩa. Đây là muốn xử lý luôn ba thiên kiêu của Tam Tuyệt Lâu à, lũ tán tu càng thêm sôi sụp, có một cảm giác tự hào, đi bộ cái eo cũng đứng thẳng lên, gặp mặt võ giả trong linh tông cũng không nhát gan, ngược lại ngẩng đầu lên. Một đám võ giả của linh tông, sắc mặt đều khó coi vô cùng. Thậm chí trong lòng thầm mắng tam tuyệt lâu phế vật, lại để một tán tu cưỡi lên đầu, những cường giả ở bên trong vạn thế minh vui vẻ nở nụ cười, mặc dù mạnh trùng không phải là thiên kiêu của vạn thế minh, nhưng tán tu miễn là không chung đường với linh tông thế gia, thì đó chính là đối tượng họ ủng hộ hãy theo dõi đám gia hỏa của linh tông nếu chúng dám ra tay tuyệt đối đừng khách sáo tuyệt đối không để mạnh trùng bị ám hại minh chủ vạn thế minh trầm giọng nói rõ một đám cường giả của vạn thế minh phấn khởi gật đầu sắc mặt lâu chủ tam tuyệt lâu vô cùng âm trầm sát khí trong lòng sôi sục nhưng khi nhìn thấy một nhóm cường giả của vạn thế minh hắn không thể không đè nén sát khí trong lòng quy tắc cho cuộc tranh đấu giữa những thiên kiêu là linh tông không thể chủ động vi phạm đây là mệnh lệnh của siêu nhiên linh tông như vậy trước mặt mọi người tuyệt đối không thể ra tay về phần ra tay trong bóng tối thì nhất định phải không để người khác phát hiện phải không có khả năng bại lộ mới được nhưng rất rõ ràng vạn thế minh sẽ không cho họ cơ hội này lỗ nghĩa cầm thương trên tay bước lên võ đài không nói một lời vừa ra tay thì đó là một đòn tấn công như sấm sét một ngọn thương dài như rồng mạnh mẽ và nhanh chóng, lao về phía Mạnh Trùng như mưa gió bão táp. Mạnh Trùng nhẹ vung tay, đao rơi vào trong tay, giáng xuống một đao, vô song quyết liệt, thiên địa bá đao, thắng bại không nằm ngoài dự đoán, lỗ nghĩa chết, những cường giả của Tam Tuyệt lâu, tất cả đều mặt mày lạnh tanh, hận không thể lột da Mạnh Trùng ra. Mạnh Trùng liên tiếp chiến đấu với ba thiên kiêu, nhưng hắn vẫn không rời khỏi võ đài, cầm đao mà đứng, đảo mắt một vòng, cao giọng nói, tại hạ Mạnh Trùng Khiêu chiến các thiên kiêu trong linh vực, ai sẽ đến chỉ giáo? Im lặng, không ai trả lời. Ngay cả ba thiên kiêu của Tam Tuyệt lâu đều đã chết, thì ai dám tùy tiện ra tay, ngoài ra, Mạnh Trùng liên tục chiến đấu với ba thiên kiêu, vậy mà không hề tỏ ra mệt mỏi, còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa sao? Mạnh Trùng hơi cau mày, lại nói tiếp, tại hạ là Mạnh Trùng tán tu, khiêu chiến thiên kiêu linh tông thế gia, có ai chỉ giáo hay không? Bốn chữ, tán tu được hắn nhấn mạnh chính là kích thích các thiên kiêu trong linh tông thế gia. Bị một tán tu cưỡi trên đầu, những linh tông thế gia này chắc chắn rất khó chịu, vì sĩ diện, vì phẩm giá của linh tông, chắc chắn sẽ để cho những thiên kiêu đi chiến đấu. Vẫn không ai đi lên võ đài. Không phải linh tông rất kiêu ngạo sao? Không phải kinh thường chúng ta tán tu sao? Làm thế nào bây giờ, tất cả đều thành rác rưởi rồi sao? những cái gọi là thiên kiêu của Linh Tông thực sự là phế vật, luyện công pháp tốt nhất, thu hoạch nhiều tài nguyên tu luyện nhất, hưởng đại ngộ cao nhất, rốt cuộc ngay cả một tán tu cũng đánh không lại. Đúng vậy, còn dám cuồng ngôn nữa, tán tu không có thiên kiêu, thiên kiêu Linh Tông mới là thiên kiêu thực sự, da mặt thật dày, bây giờ sao không lên võ đài khiêu chiến đi hả? Xùy, Linh Tông phế vật nhát gan. Trong đám người, đột nhiên vang lên tiếng chế dễu khiêu khích đây là những thành viên của vạn thế minh, theo sự xuất hiện của những lời chế dẻo lạnh lùng và nóng bỏng, những võ giả tán tu chứng kiến cũng sôi nổi lên tiếng đáp lại. Đây có lẽ là một ngàn năm một lần để có cơ hội trà đạp lên Linh Tông, sao có thể bỏ lỡ được, điều này thật khó chịu vô cùng với các võ giả của Linh Tông. Không biết có được quyết sinh tử hay không? Đúng lúc này, một giọng mí lo lắng cất lên. Mạnh trùng theo tiếng nhìn lại, là một đệ tử của thế gia nào đó, muốn lên đài ứng chiến nhưng lại sợ thua bị giết, cuối cùng thì biến thành cát bụi, nên còn đang do dự không dám lên sàn đấu. Được thôi. Ta mạnh trùng không phải là người thích giết chóc, chiến sinh tử vốn không phải là ý của ta, mà là vì lũ gia hỏa của tam tuyệt lâu muốn tự tìm cái chết. Mạnh trùng vỗ đầu nói. Những cường giả của tam tuyệt lâu càng khó coi hơn. Nhưng đúng là vu đồ đã đưa ra trận chiến sinh tử, thật sự không trách mạnh trùng được, vậy ta sẽ đến ứng chiến. Thiên kiêu thế gia kia nghe vậy lập tức thở vào nhẹ nhõm. Trận chiến lại bắt đầu. Chỉ là thực lực của thiên kiêu thế gia này đương nhiên không hề yếu kém, nhưng so với ba thiên kiêu của tam tuyệt lâu thì vẫn kém hơn một bậc. Hai ba nhát đao của mạnh trùng đã bị đánh bại. Theo người đầu tiên lên sàn đấu, lần lượt các thiên kiêu của Linh Tông lên sàn, mặc dù đối phương có ý định dùng chiến xa để tiêu hao hắn, nhưng mạnh trùng lại thất vọng vô cùng thực lực quá yếu đối với bất diệt kim thân của hắn không có được bao nhiêu sự tôi luyện và thăng hoa ánh mắt của hắn chuyển sang nhìn một đám trưởng lão của tam tuyệt lâu ta biết rằng đám lão già của tam tuyệt lâu này hận không thể xé tan xác ta bây giờ ta cho các ngươi cơ hội luyện thần thiên nhân trung kỳ trở xuống có dám xuống đây đấu với ta không tất cả mọi người đều giật mình Mạnh Trùng lại muốn khiêu chiến với trưởng lão của Tam Tuyệt lâu, Mạnh Trùng tiểu hữu, hãy cẩn thận. Minh chủ vạn thế minh vội mở miệng khuyên can. Không sao, luyện thần thiên nhân trung kỳ trở xuống dám đấu một trận không? Ta Mạnh Trùng cho các ngươi cơ hội trả thù. Mạnh Trùng kiên quyết nói. Được rồi, vậy thì liền chém ngươi đi. Một trưởng lão của Tam Tuyệt lâu cầm thương lên đài. Luyện thần thiên nhân trung kỳ, tiếp cận thực lực luyện thần thiên nhân hậu kỳ hay lắm, đến đây đi. Mạnh trùng hừng hực khí thế phấn khởi, cầm đao giết tới. Tin tức từ Đại Tuyên Thành truyền tới, biết được thông tin võ giả, không ngừng tràn về Đại Tuyên Thành, mà danh tiếng của đao tôn mạnh trùng cũng dần dần bắt đầu lan truyền ra ngoài. Phúc, một trưởng lão của Tam Tuyệt Lâu bị chặt đứt đầu. Còn có không muốn ra tay nữa hay không? Mạnh trùng tiếp tục khiêu chiến. Làm càng. Một trưởng lão khác của Tam Tuyệt Lâu hạ tràng, cầm ở trong tay bảo đao vừa ra tay thì trực tiếp thi triển bí thuật của mình sau khi liên tiếp bắn hạ ba trưởng lão của tam tuyệt lâu khí thế của mạnh trùng như cầu vồng khiến mọi phía kinh hãi một đám thiên kiêu của ly châu đều chán nản cúi đầu quá mạnh liên tiếp chiến đấu nhiều trận như vậy vẫn ở trong trạng thái đỉnh cao lẽ nào hắn không biết mệt mỏi sao cho các ngươi thêm một cơ hội cho tam tuyệt lâu luyện thần hậu kỳ trưởng lão có dám đánh một trận không mạnh trùng tăng cường thực lực khiêu chiến rất tốt hãy để ý đến tam tuyệt lâu của ta lại nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực một cường giả luyện thần hậu kỳ của tam tuyệt lâu cầm thương mà lên mạnh trùng nét mặt nghiêm túc võ giả luyện thần thiên nhân hậu kỳ thực lực cực mạnh hắn không dám coi thường dù sao cảnh giới của hắn mới đạt thần ý cảnh đại thành mà thôi tuy nhiên bằng vào sự mạnh mẽ của bất diệt kim thân thực sự không sợ điều gì ầm ầm lần này, bộ bất diệt thần giáp bao trùm lấy thân thể của mạnh trùng, cả người giống như đang mặc một bộ áo giáp màu vàng kim, thần võ bất phàm. Đây là công pháp võ đạo gì? Không biết, chưa từng nghe thấy. Một đám võ giả đều kinh sợ. Những cường giả của Linh Tông sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chầm chầm vào mạnh trùng. Trận chiến này diễn ra cực kỳ kịch liệt, mạnh trùng mặt bên ngoài bộ bất diệt thần giáp thậm chí còn bị xuyên thủng vài lần, nhưng dù vậy vẫn chưa thể làm hắn bị thương đây là thân thể gì tại sao lại mạnh mẽ như vậy có thể so với linh khí trong tiếng kinh ngạc của mọi người đột nhiên một giọng nữ vang lên thật cứng nô gia đều muốn thử một chút đấy chúng võ giả càng ngày càng càng nhiều các võ giả ở đại tuyên thành và cuối cùng các linh tông và vạn thế minh không thể không duy trì trật tự những người không ở cảnh giới thiên nhân không được tụ tập ở võ đài điều này làm giảm bớt số lượng người tụ tập danh tiếng của mạnh trùng vang vọng khắp đại tuyên thành trong đại tuyên thành khi mạnh trùng thể hiện thần uy hứa viêm đã đánh bại thái vân hồng hiểu được thần lực bảo thể của thái vân hồng khi thi triển loại lực lượng khủng khiếp đó một trận chiến này không giết chết thái vân hồng vì dù sao không phải là sinh tử chiến võ đạo càng lớn mạnh thêm một chút hứa viêm lên đường đến nơi tiếp theo lạc châu phía đông siêu nhất lưu thế gia một gia khiêu chiến thiên kiêu một gia một phi minh một gia tại lạc châu thực lực và danh tiếng đều lớn hơn nhiều so với xích minh tông và vương triều thương vân nhưng một gia nói chung khá khiêm tốn một gia khiêm tốn lại có người không biết điều đời trước đã ra đời một thiên kiêu vô song cũng chính vì thiên kiêu vô song này mà ban đầu một gia khiêm tốn đã nổi tiếng ở linh vực và trong chốc lát đã tăng vọt phong lưu tử của một gia rất nổi tiếng ở linh vực thích hái hoa bắt bướm khắp nơi chuyện tình trên tình trường chính là một đề tài lớn được giới võ đạo bàn tán. Tất nhiên, vì một gia cũng gặp phải không ít rắc rối, ví dụ như đào góc tường là vị hôn thê của thiếu chủ linh tông nào đó, hay là quan hệ với nương tử của thế gia nào đó bên hoa dưới ánh trăng trắng. Những tộc lão của một gia đã đau đầu vì điều này, bởi vì những chuyện phong lưu này, một gia đã không ít lần giúp hắn giải quyết hậu quả, bồi thường rất nhiều tài nguyên. Cuối cùng, hắn đã chọn một người vợ cho phong lưu tử của một gia hy vọng sẽ ràng buộc hắn một chút nhưng chỉ vài ngày sau khi kết hôn phong lưu tử của một gia lại ra ngoài ăn chơi vợ hắn cũng tức giận về nhà mẹ đẻ nhưng dù sao cũng là hôn phu chính thức vì vậy cô ấy vẫn đi khắp nơi tìm kiếm những người tình của phong lưu tử để thanh toán sòng phẳng mặc dù năng lực gây rắc rối của phong lưu tử rất lớn một gia đã bồi thường không ít tài nguyên để giải quyết hậu quả nhưng phong lưu tử của một gia có thiên phú xuất chúng và thực lực cường đại. Từ lâu thì hắn đã có thực lực đỉnh phong của luyện thần thiên nhân, một thiên kiêu như vậy, những tộc lão của một gia vừa yêu vừa hận. Theo như người ta nói, một gia phong lưu tử có tiềm năng trở thành trí cường giả, nhưng phương pháp để trở thành trí cường giả chỉ có siêu nhiên linh tông mới có. Không rõ một gia có thể học được hay không. Mười năm trước, một gia phong lưu tử không biết chạy đi chơi ở đâu, Cùng năm đó, một phụ nữ xinh đẹp, dẫn theo đứa trẻ 12-13 tuổi, đặt chân đến cửa một gia. Đây là hậu duệ của một gia phong lưu tử lưu lại ở bên ngoài, và người phụ nữ xinh đẹp này chỉ xuất thân từ tán tu, khi người vợ chính thức của phong lưu tử biết chuyện đã vô cùng tức giận, suýt nữa đã phát nổ tại chỗ. Một tiếng, giống nòi xấu xa, vang lên, thậm chí còn muốn giết người. Nhưng mà, tộc lão của một gia nhìn thấy đứa trẻ hóa ra lại là linh thể, điều này cũng rất khủng khiếp, cho nên xuất thân liệu có còn quan trọng hay không, miễn là mang dòng máu của một, và còn là thiên phú yêu nghiệt, thì đã đủ. Thế gia thực tế là như vậy, lời chỉ trích và sự tức giận của người vợ chính thức đường Kim Yến, họ không hề bận tâm, thậm chí còn cảnh cáo rằng đừng có thù ghét đối với thiên kiêu của một gia, đường Kim Yến tức giận đến mức không còn ở lại một gia nữa. Cậu bé này chính là thiên kiêu của một gia bây giờ, một phi minh, các tộc lão lo sợ hắn sẽ dính phải thói hư tật xấu của cha hắn, nên họ luôn dạy dỗ nghiêm khắc, sợ lại có thêm một phong lưu tử nữa. Hứa viêm nhìn một phi minh, không khỏi có chút nghi ngờ, làm sao mà người này lại có đôi nét giống với sư muội tố linh tú được nhỉ, có điểm giống nhau ở trên khuôn mặt chắc là trùng hợp, không có gì lạ cả. Hứa viêm không suy nghĩ nhiều, dù sao trên đời này có người giống nhau về ngoại hình không phải là chuyện lạ, huống chi chỉ giống nhau ở khuôn mặt, chỉ giống nhau một hai phần thôi một phi minh nghiêm túc nhìn hứa viêm lúc này danh tiếng của hứa viêm đã lan truyền khắp lạc châu giết dư trường phong giết trai chủ của kiếm trai với thực lực như vậy làm sao anh có thể là đối thủ thái vân hồng của vương triều vân thương cũng bị thua giờ thì thiên kiêu của lạc châu chỉ còn lại một mình hắn dù biết mình không phải là đối thủ nhưng hắn không thể không chiến đấu hứa huynh xin mời một phi minh hít một hơi thật sâu nói. Hứa viêm gật đầu nhẹ, sau khi đánh bại một phi minh, nơi hắn cần đến tiếp theo chính là Thiên Vũ Châu, lãnh thổ của Thiên Vũ Điện. Sư nhiên Linh Tông vẫn cao cao tại thượng, cho đến bây giờ vẫn chưa có thiên kiêu nào xuất hiện, giống như muốn áp đảo và đàn áp tất cả các thiên kiêu cùng một lúc bằng một hành động. Hắn muốn trực tiếp đến trước cửa của Thiên Vũ Điện để thách đấu, buộc đám đệ tử xuất hiện, trực tiếp trà đạp lên Thiên Vũ Điện. Một nhóm tộc lão của một gia đều rất căng thẳng. Tiếng xấu của Hứa Viêm đã lan truyền khắp Lạc Châu và cho đến nay, ngoài Thái Vân Hồng, tất cả các đối thủ của Hứa Viêm đều hài cốt không còn, hóa thành tro bụi. Hứa Tiểu Hữu, đến một điểm là dừng, đến một điểm là dừng, đừng làm tổn thương hòa khí nhé, một gia của ta có một ít linh dược tuyệt phẩm, ta thấy nó rất phù hợp với Hứa Tiểu Hữu. Tộc lão của một gia lặng lẽ truyền âm cho Hứa Viêm nói. Hứa Viêm Thấy hứa viêm không nói gì, tộc lão của một gia càng thêm căng thẳng, một gia đã phải rất vất vả mới đào tạo được một thiên tài thanh cao, có thể giúp phục đám thanh niên thiên kiêu trẻ tuổi, nếu bị gãy giữa chừng như vậy thì tổn thất sẽ rất lớn. Đây chính là ứng cử viên số một cho vị trí gia chủ một gia, mà giờ đây vị trí gia chủ một gia vẫn chưa có ai đắc cử. Tên phong lưu tử chết tiệt kia quá đáng, hắn cũng chẳng thích quản lý gia tộc, thế nên vị trí gia chủ một gia cứ để trống như vậy giờ đây đã thấy xuất hiện một thiên kiêu, nắm giữ vị trí gia chủ một gia, dẫn dắt một gia tiếp tục duy trì cường thịnh như vậy. Nếu bị kẻ hung ác hứa viêm này giết chết thì một gia nhất định sẽ bị tàn phá nặng nề. Hứa tiểu hữu, 10 cây linh dược tuyệt phẩm, không, 12 cây, đây là giới hạn hiện tại một gia có thể cho ngươi. Vị tộc lão một gia nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa viêm khẽ gật đầu, có người muốn đưa linh dược tới tận nơi, mà lại là linh dược tuyệt phẩm, sao không nhận cho được, huống hồ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết một phi minh, dù sao cả hai cũng không hề có hận thù hay xung đột. Thấy hứa viêm đồng ý, lòng của vị tộc lão một gia mừng như mở cờ trong bụng, nhưng chợt tiếp lời bằng lời truyền âm, hứa tiểu hữu, đôi bên cùng có lợi thế nào. Một gia ta lại lấy thêm năm cây linh dược tuyệt phẩm nữa, đổi lại hứa tiểu hữu không vội đánh bại thiên kiêu một gia ta nhanh như vậy, thế nào? Hứa viêm nhìn vị tộc lão một gia trước mặt, hứa viêm thầm im lặng, còn nhìn thêm một cái nữa là một phi minh với tinh thần sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ danh dự của một gia nữa, hắn không khỏi thở dài. Một phi minh thật sự được coi trọng trong một gia, hắn cũng biết đôi chút về một gia, gia tộc này rất thành thạo trong việc nuôi dưỡng linh dược, chế tạo thuốc men, số lượng linh dược dự trữ thì khỏi phải bàn. Còn thuốc men của một gia thì rất nổi tiếng tại Lạc Châu cũng như linh vực. Thế nhưng, đối với hứa viêm, thuốc men của một gia cũng chẳng khác gì phung phí của trời. Hứa viêm khẽ gật đầu, đồng ý, dù sao, linh dược tuyệt phẩm vẫn là thứ quý hiếm, kể cả sang bằng cả Ngọc Thần Tông và Túc Gia, thì loại linh dược này cũng không nhiều, bởi vì Ngọc Thần Tông và Túc Gia có gia thế tương đối nghèo đối với các linh tông khổng lồ, chứ đừng nói đến việc so sánh với một gia. Lặng lẽ suy nghĩ một chút, hứa viêm bèn hỏi bằng lời truyền âm, vị tộc lão một gia, nếu ta giao đấu với thiên kiêu một gia của các vị một khắc đồng hồ, các vị có thể cho ta bao nhiêu cây linh dược tuyệt phẩm. Vị tộc lão một gia sợ đến chết khiếp, một khắc đồng hồ, nếu mà chuyện này truyền ra thì thiên kiêu một gia giao đấu với tên hung ác hứa viêm một khắc đồng hồ mà không bại cũng sẽ nổi tiếng, nếu danh tiếng của hứa viêm càng lớn, càng thịnh thì danh tiếng của thiên kiêu một gia cũng sẽ tăng theo. Vị tộc lão một gia nghiến răng nghiến lợi đáp, 50 cây linh dược tuyệt phẩm, không được nhiều hơn hứa viêm không thể không thốt lên rằng, một gia đúng là gia tộc linh dược, có lẽ sẽ nắm giữ phương pháp nuôi dưỡng linh dược tuyệt phẩm, nên mới có thể có nhiều cất giấu như vậy. 100 cây Hứa viêm dù sao cũng không tin lời vị tộc lão một gia nói, hắn cho hẳn giá luôn. Việc này Vị tộc lão một gia do dự một chút, cuối cùng đã nghiến răng nghiến lợi, với vẻ đau khổ đáp, được, thỏa thuận thành lập hứa viêm liếc qua thấy vị tộc lão này thật sự biết cách giả vờ một phi minh chẳng biết gì khi giao đấu với hứa viêm hắn lại có thể chiến đấu sòng phẳng với hắn hắn không khỏi ngạc nhiên chẳng lẽ hứa viêm trong truyền thuyết không mạnh như vậy sao còn hứa viêm khi giao đấu với một phi minh cũng liên tục hấp thụ khí võ đạo vào cơ thể điều khiến hắn kinh ngạc là khí võ đạo của một phi minh khá chính trực và ưa hòa có lẽ do công pháp của một gia có liên quan sức mạnh sinh ra không đủ nhưng lại được tái tạo liên tục, cực kỳ khó đánh. Một khắc vừa đến, hứa viêm liền tung một chưởng đánh bay một phi minh. Một phi minh gần như chết lặng, sao hứa viêm đột nhiên bùng phát hung dữ như vậy, hắn cũng không thể nào chống lại được, cảm ơn. Hứa viêm chấp tay nói. Một phi minh tỏ ra hào hoa và lịch sự cúi chào, cảm ơn hứa huynh đã thủ hạ lưu tình. Một đám đông tộc lão một gia rất hài lòng với cách ứng xử của một phi minh. Hứa tiểu hữu, đây là linh dược của ngươi. Vị tộc lão một gia trao cho hứa viêm một túi đựng đồ ở góc khu rừng. Hứa viêm mở ra xem, tổng cộng có hơn 100 cây linh dược tuyệt phẩm, gật đầu hài lòng. Giao dịch này đúng là quá hời, đạo hữu đừng trách ta nhiều chuyện mà hỏi sâu chút, hứa tiểu hữu sau đó sẽ kêu chiến thiên kiêu ở đâu. Vị tộc lão một gia suy tư hỏi. Hứa viêm nhíu mày, cũng chẳng che giấu, lần này đến thiên vũ châu, khiêu chiến các thiên kiêu của thiên vũ điện. Vị tộc lão một gia nghe xong liền lấy một cuốn sách nhỏ từ trong túi đựng đồ đưa cho hứa viêm, hứa tiểu hữu, bên trên có ghi sơ lược tình hình thiên vũ châu, còn có danh sách một số cường giả của thiên vũ điện và những thiên kiêu xuất hiện công khai của họ. Hứa viêm nhận lấy cuốn sách nhỏ, nghi hoặc nhìn vị tộc lão một gia, hóa ra đối phương lại cung cấp cho hắn những thông tin liên quan đến thiên vũ châu và thiên vũ điện, có lẽ vị ấy đã có thù oán với thiên vũ điện rồi thiên vũ điện cũng đôi phần vô sĩ hứa tiểu hữu hãy cẩn thận chút mặc dù có quy tắc về tranh đấu thiên kiêu nhưng thiên vũ điện nếu đánh không lại thì chắc chắn sẽ ra tay hèn hạ cho mà coi vị tộc lão một gia nhắc nhở một gia các người có thù với thiên vũ điện sao hứa viêm ngạc nhiên hỏi không phải thù hận gì nếu thực sự có thù thì thiên vũ điện đã diệt một gia từ lâu chỉ có điều thiên vũ điện từng yêu cầu chúng ta cung cấp cho họ một số thứ, cuối cùng một gia phải trả một cái giá khá lớn mới được giữ lại những thứ của mình. Vì thế, ta sẽ rất vui nếu có thể để thiên vũ điện nhận trái đắng. Vị tộc lão một gia nói rồi vung tay áo. Sau đó gương mặt tràn đầy nghiêm trang, thành thật nói, hứa tiểu hữu, tuyệt đối đừng tiết lộ rằng ta cung cấp những thông tin này cho ngươi. Hứa viêm cất cuốn sách nhỏ đi, yên tâm đi, sẽ không nhắc nhiều tới một gia của các vị, ta là người của tán tu mà, những thông tin này, người khác sẽ chỉ nghĩ rằng là vạn thế minh đã cung cấp cho ta. Vậy thì tốt, chúc ngươi gặp nhiều may mắn vậy. Vị tộc lão một gia chấp tay nói. Tạm biệt. Hứa viêm gật đầu, bước một bước rồi thân hình lập tức biến mất khỏi chỗ. Thiên Vũ Châu là một trong năm châu lớn nhất của linh vực, Thiên Vũ Điện độc chiếm, đồng thời cũng là một trong những châu sở hữu thực lực mạnh nhất của linh vực. Tam quốc thất tông bát thế gia là thế lực Thiên Vũ Châu, tất cả đều phụ thuộc vào sự tồn tại của Thiên Vũ Điện, để quản lý một Thiên Vũ Châu rộng lớn như vậy, sự thật thì cả siêu nhiên linh tông Thiên Vũ Điện tự nhiên sẽ không chịu chính tay lo liệu những việc vặt này. Vạn Thế Minh xuất hiện đột ngột, đồng thời thể hiện sức mạnh siêu việt, còn siêu nhiên linh tông thì vẫn chưa thể hiện được sức mạnh áp chế Vạn Thế Minh việc thống trị của Linh Tông đối với linh vực đã bị thách thức ở một mức độ nào đó. Nhưng nội tình của siêu nhiên Linh Tông thì không phải không có gì đặc biệt. Tranh đấu thiên kiêu được mở ra, những thiên kiêu của các đại đỉnh cấp Linh Tông cũng bắt đầu rục rịch xuất thủ, leo lên bảng xếp hạng thiên kiêu và so sánh thành tích với các thiên kiêu của Vạn Thế Minh. Cho đến giờ, Linh Tông vẫn đang nắm giữ vị trí thượng phong tuyệt đối. Các siêu nhiên Linh Tông vẫn thông dong, chưa có thiên kiêu nào xuất sơn, Dường như họ đang chờ đến phút cuối mới ra sân, rồi lấy phong thái bất bại để quét sạch các thiên kiêu vạn Thế Minh. Hoặc có lẽ họ đang tìm cách đánh giá nội tình của vạn Thế Minh. Tại Thiên Vũ Châu không có vạn Thế Minh, cũng không nghĩ rằng sẽ có thiên kiêu của vạn Thế Minh nào dám đến Thiên Vũ Châu khiêu chiến. Vì vậy, đối với những thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, thậm chí là Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia, họ chỉ cần chăm chỉ tu luyện, liên tục nâng cao thực lực của bản thân. Để giành được thứ hạng tốt trong cuộc tranh đấu thiên kiêu sau cùng là được Bây giờ tranh đấu thiên kiêu chính là giai đoạn loại bỏ Và những thiên kiêu thực sự thì tất cả sẽ ra sân vào lúc cuối Vì thế, khi hứa viêm một tay cầm kiếm thẳng tiến tới trước cửa sân môn thiên vũ điện Kiếm quang rợp trời, khiêu chiến các thiên kiêu của thiên vũ điện Thì một đám đông võ giả thiên vũ điện trong chốc lát đã không kịp trở tay Còn có chút mơ hồ Tại hạ là kiếm thần hứa viêm giờ thì đến lúc khiêu chiến các thiên kiêu của thiên vũ điện giọng nói cuồn cuộn như sấm sét vang lên một đám cường giả bên trong thiên vũ điện đều ngạc nhiên kẻ to gan này là ai lại dám thẳng tiến tới cửa sơn môn thiên vũ điện khiêu chiến đột nhiên một đám võ giả thiên vũ điện tức giận đỏ mặt các tộc lão của thiên vũ điện đều có vẻ mặt u ám quy lực thống trị của thiên vũ điện kém tới vậy sao một tán tu bình thường lại dám tới cửa khiêu chiến còn nữa đối phương lại tự xưng là kiếm thần, ai không biết rằng kiếm đạo của thiên vũ điện có thể xếp hạng đầu tiên trong linh vực, đây là trực tiếp xông tới cửa dẫm mặt thiên vũ điện mà, tên tán tu bình thường to gan nhà ngươi đến từ đâu, nơi này há là chỗ có thể cho ngươi phô trương quyền thế sao? Một vị chấp sự thiên vũ điện khí thế hung hăng xuất hiện, tức giận nói. Thế nào, thiên kiêu thiên vũ điện không dám ứng chiến? Ánh mắt hứa viêm lạnh lùng, vị võ giả thiên vũ điện này quả là có thái độ thực sự ngang tàn. Kẻ tán tu hèn mọn như ngươi, không có tư cách để thiên vũ điện xuất động thiên kiêu, mau xéo đi. Vị chấp sự thiên vũ điện vốn định trực tiếp ra tay. Nhưng khi nghĩ tới quy tắc trong tranh đấu thiên kiêu, người này chỉ có thể nhìn lại, tức giận hét. Vậy ta khiêu chiến ngươi đi, có dám ra tay không? Hứa viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm. Vị chấp sự thiên vũ điện khẽ rung lên, rồi đột nhiên vui mừng, tên tán tu bình thường không biết trời cao đất rộng này, lại muốn khiêu chiến bản thân, tự tìm đường chết, trách không được mình. Ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khi nói chuyện, vị chấp sự đã ra tay, ra tay hăng hái vô cùng. Thiên vũ điện vô sĩ nhất, quả là đúng như vậy, hứa viêm cười nhạt một tiếng, chém ra một nhát kiếm, ngay sau đó kiếm ý cuồn cuộn, bao phủ cả núi sông vị chấp sự này chỉ luyện thần hậu kỳ mà thôi, trong mắt hứa viêm, chẳng đáng nhắc đến. Xoát! 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 Sơn Hà Long ngâm, chấn lôi kiếm, tốn diệt kiếm, bùng, vị chấp sự thiên vũ điện bị chém chết tại chỗ, hóa thành tro bụi, làm càng. Bên trong cửa sơn môn thiên vũ điện, một vị võ giả phẫn nộ hét lên. Một vị chấp sự bị giết chết tại cửa sơn môn thiên vũ điện, đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra một chuyện như thế lần trước khi xảy ra chuyện như thế này là lúc huyết ma làm. Bây giờ màn này lại xuất hiện một lần nữa, vào lúc này hắn ta chỉ cảm thấy bị tác vào mặt một cái. ầm ầm, một vị võ giả cảnh giới luyện thần đỉnh phong bất ngờ xuất hiện, một cây thương từ bên trong cửa sơn môn oanh sát mà đến. Thiên vũ điện quả thực là linh tông vô sĩ nhất của linh vực, tại sao lại vi phạm quy tắc của cuộc tranh đấu thiên kiêu? Hứa viêm cười lạnh nói. Tiếng nói cuồng trào vang lên xa xa đã có người vây lại xem, tất cả đều vẻ mặt kinh hoảng, đây rốt cuộc là quái vật nào, trực tiếp khiêu chiến giết tới cửa sơn môn thiên vũ điện sao, huyết ma năm đó, có lẽ cũng chỉ như thế, cây thương dừng lại trên không trung, võ giả thiên vũ điện lúc này mặt đỏ bừng, nếu chỉ xét tới cục diện vặt vảnh như trước, hắn đã chẳng coi quy tắc đấu tranh thiên kiêu vào mắt. Nhưng mà, lúc này cục diện đã chẳng thể giống như trước rồi. Ta biết rằng ngươi rất muốn giết ta. Hứa viêm nở một nụ cười rạng rỡ, các thiên kiêu của thiên vũ điện đều là hạng vô dụng, không dám ra chiến, ngươi thay mặt thiên kiêu tông môn mình ra mặt, ta có thể hiểu được. Nếu như thế thì ta khiêu chiến ngươi cũng được, hãy ra tay đi. Con mẹ nó. Vị võ giả thiên vũ điện tức giận, muốn ra tay, nhưng vừa ra tay, dường như đã chứng thực điều này, bản thân thiên kiêu của Linh Tông sợ hãi chiến đấu, chỉ có thể để hắn thay thế. Nếu như không ra tay, dường như hắn lại sợ hãi, bị người khiêu chiến mà không dám ra tay. Tên tiểu quỷ vô sĩ, tức giận đến cắn răng nghiến lợi nói. Hứa viêm nhíu mày nói, sao nào, các thiên kiêu của thiên vũ điện các ngươi đều là lũ vô dụng, thì ngươi cũng như thế sao? Đi chết. ầm ầm, cây thương trông giống như rồng, banh sát mãnh liệt mà xông tới. Hứa viêm chém ra một nhát kiếm, tiếng rồng ngân dài vang lên, bước một bước, trực tiếp chiến đấu ngang ngửa thương pháp của thiên vũ điện cũng chẳng phải hạng xoàng. Hứa viêm không khỏi thừa nhận rằng võ giả của thiên vũ điện, trong cùng một cảnh giới, chiến lực phải vượt trội hơn bất cứ linh tông gia tộc nào của linh vực. Đây là khi đã ra tay, võ giả của thiên vũ điện cũng không còn gì phải giữ lại nữa, pháp quyết thúc đẩy đến cực hạn, thương pháp giống rồng, thương mang tựa như hàng vạn vì sao, bao phủ lấy hứa viêm. Hôm nay, ngươi phải chết. Hứa viêm thì cười nhạt một tiếng, Kiếm đạo Sơn Hà thi triển, liên tục đấu lại với đối thủ, còn khí thế công kích của đối phương thì liên tục bị hắn đưa vào trong cơ thể. Sức mạnh võ đạo chính là nhờ vào quá trình trở nên mạnh mẽ, thông qua việc đấu với các nền võ đạo khác nhau sẽ thu được những cảm ngộ khác biệt. Thần nguyên cảnh sẽ không còn xa nữa. Hứa Viêm lặng lẽ nghĩ trong lòng,